Rồi chưa? Quay đây. Quay chưa? Rồi quay đi, ly xa ra. Giờ anh hỏi em biết bữa nay mình làm gì không? Nay ngồi đây chơi, quay cho mọi người chơi, thấy mặt mình chơi cho vui. Quay mọi người, chào mọi người. Nói dở mọi người thôi chứ năm mới Tết đến thì mình cũng phải đầu tư cái gì mới mới. Có nghĩa là mình đổi thêm một cái bộ máy rửa xe mới cho anh em qua rửa xe. Đó, thì cái máy đây là máy của mình, máy đời cũ nè. Thì máy này nó sẽ mạnh hơn. Thì máy đời mới á, nó sẽ nhỏ gọn hơn và nó... Thì máy mình xài chưa bao giờ hư cô nha. Xài máy năm nay chưa bao giờ hư, mình công nhận là hãng này nó bền thiệt thì mình mới đặt thùng thêm một cái mới. Đúng không? Thì bây giờ cái màn quan trọng... Đột mắt con láo giống R1 rồi. R1 mini. Đó, thì cái màn quan trọng mình đập hộp máy thế hệ mới. Cũng của hãng này luôn, mình xài bao nhiêu năm rồi. Thì máy này á, là máy là... À, mã nó là 1909, máy này rất nhỏ gọn ha. Thì Tết á, anh em chơi xe, ấy da, trời ơi, ấy da. Thì Tết á, anh em chơi xe có thể là mình mua những cái máy này để mình tặng cho những người chơi xe. Nó rất là nhỏ gọn, rồi khui hộp. Đập thùng đi. Thì máy này rất là nhỏ gọn. Rửa gia đình được, mà rửa tiệm cũng được đó anh em. Súng nè, bữa mới mua cây súng luôn, mua cây súng mới rồi. Tính là 3-4 cây súng luôn. Súng này mình xài lại súng cũ được mà. Đó. Rồi để so lại cái máy máy này thì nhỏ gọn hơn. Đó. Đây. Nó nhỏ gọn hơn. À em có thể quay cho anh em máy cũ thì nó ơi, nhìn như máy này đẹp hơn á. Đúng không? Mà anh thấy nó cũng không có gọn hơn máy á. Anh thấy nó nhỏ nhỏ hơn, máy kia dài hơn. Đâu để anh gắm, anh tháo ra rồi, anh tháo ra. Để anh tháo ra hai cái máy rồi. Máy cũ của mình lại cái máy mới. Thì mình thấy cái máy mới thì sẽ mới hơn máy cũ. Đúng không Mập? Đúng không? Máy mới mới hơn máy cũ. Chính xác. Nói sai đi. Rồi, thì cái máy mới nó mới hơn máy cũ. Đừng nghe mà. Mình thấy nó giỡn thôi anh em, nên mình thấy nó nhỏ gọn hơn. Với lại cái này lại gọi là gì ta? Hình như cái quạt làm mát hả? Mình không có rành về mấy cái công nghệ này. Nên thôi bây giờ mình không có chờ nhiều nữa thì máy cũ này chắc là mình cất. Sang năm mình la chỗ bự hơn thì mình xài lần hai máy. Bây giờ mình xài cái máy mới này thôi. Nó mới xài máy mới, đúng không? Cái này nó cũng vậy đó anh em. Giỡn anh em thôi, nhẹ thiệt. Xe có thể sử dụng mình tập gym. Rồi thì nó không nó chờ cho anh em để lâu nữa thì mình đắp cái máy mới vô thì anh em biết là không gian nhà mình tiết kiệm diện tích. Nhất là những nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giống mình á thì nó nhỏ hẹp thì mình đương nhiên mình phải để những vị trí nhỏ hẹp rồi ok. Bây giờ bên mình sẽ lắp máy vô cho anh em rất là đơn giản. Thì lắp như hình là được. Cái máy này cũng đắp rất là đơn giản anh em ha. Một đầu nước ra, đầu nước vô là xong. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi súng này đó, có sẵn đó. Súng thì lúc mua là người ta trang bị hết cho mình luôn. Đầu nước ra, đầu nước vô. Rồi vậy là xong ha anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành rửa xe cho anh em coi. Đó, thì anh em chỉ dặn đầu này với đầu này là xong, không có gì hết. Đầu này là anh em bỏ vô cái thùng nước á, cái thùng nước. Rồi đầu này thì xịt xà bông ra thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành rửa cho anh em. Đầu này hả? Đầu này em gắm vô, ghim hai cái lỗ mũi, vừa hai lỗ mũi, ghim vô. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi. Rồi thì bây giờ mình rửa xe ha anh em ha. Đó, thì đây là nước nè, mình có thể dặn nhỏ lớn ha. Đó, máy này thì nó yếu hơn cái máy cũ của mình nhưng mà được cái nó êm. Tiếng không có nghe gì luôn á. Nó êm hơn.
Rồi mình có thể, ví dụ mình xịt xong ha, mình có thể kết hợp với bọc tuyết. Nó êm ru à, máy êm hơn máy cũ đúng không? Mấy cái này anh em có thể sử dụng biếu làm quà tặng rồi, nhìn cũng lịch sự lắm á. Giá cũng rẻ, nó không có mắc đâu anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ xịt bột tuyết á, cái này nè chỉnh nặng mẹ nhẹ rồi đó. Thấy không? Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xịt bột tuyết. Thì ở mình á, mình có mua luôn chai xà bông bự bự luôn rồi, thấy không? Để rửa xe cho anh em mà. Đó, thì bột tuyết mình đã pha sẵn rồi. Sẽ có bình bột tuyết ha anh em ha. Đó, rồi. Giờ mình sẽ tiến hành xịt bột tuyết cho anh em coi nè. Đó, 2 trong 1 luôn. Đó, này thấy chưa? Đó. À, hết bọt rồi. Hết bọt thì mình đổ thêm bọt vô. Đấy. Rất là đơn giản. Này. Mình đổ thêm bọt tiết vô. Thơm. Nước thơm á, mùi siro anh em. Rồi, này là mình làm màu cho anh em coi thôi. Chứ lát nữa mình sẽ châm ra bài rửa xe á. À, anh em giới thiệu anh em, tại vì biết sao không? Tại vì con xe này nó dơ. Còn mấy con xe mình trong đây á, nó sạch cho nên mình không có rửa. Và đặc biệt á, vô đây, mình nói nè. Khi mình rửa những con xe này rất là mắc tiền. Xe toàn là 5-600 triệu trở lên không à. Đó, toàn mấy trăm triệu trở lên thì phải rửa dung dịch tốt. Thì bên mình có rửa cho anh em á, giữ là tốt. Thứ nhất là mình rửa xe của mình, rồi thứ hai là máy rửa xe phải ok, phải hơi vừa phải, không có quá mạnh cũng không có quá yếu để mình rửa xe của mình. Tại mình cưng xe của mình cũng giống như xe của anh em thôi, hiểu không? Đó, rồi bây giờ mình pha cho nhiều bọt rồi mình xịt cho nó đã. Đó. Giờ mình xịt bọt tiết cho xe ha. Đó, đã chưa anh em, thấy đã chưa, trắng xóa luôn. Đó, xe trắng xóa luôn. Đó. Đó. Rất là đã, xịt rất là ghiền luôn. Phải nói là xịt là ghiền. Nó xịt nào nó bắn ra màu trắng trắng bọt bọt đó anh em à. Sao nhìn anh? Thì anh nói thực tế rồi mà. Thì xịt nó ra cái trắng trắng bọt bọt á, nó thơm thơm nữa. Nói chung là mình bỏ hương vị gì đó thơm hương vị đó. Rồi thì á, anh em muốn trà thì anh em mua thêm những cái dụng cụ để trà. Ví dụ như mình là cho anh em coi, rất nhiều dụng cụ để trà. Cái này thì mình để trà mấy chỗ này rồi, trà mâm rồi nè, thấy không? Đó, cái này lâu quá rồi, chắc phải mua cái mới quá. Lâu quá nó hư rồi nè. Này chắc mình phải đầu tư cái mới rồi anh em à. Đó thì cái này trà ở đây nè ha. Đó, trà mấy chỗ này. Còn mấy cái này á thì mình sẽ đánh mấy những chỗ này. Đó. Đó thì mình đánh những chỗ này, đó, cho nó sạch. Đó. Còn cái bàn chải á, mình phải có bàn chải răng để mình đánh nè, đánh mấy chỗ này cho sạch nè. Đó, đánh trà giống như súc miệng vậy đó. Đó. Thì xe của anh em thì cũng được, sẽ được rửa vậy đó. Đó. Đúng rồi. Đó, xong. Anh em mình trà để mình làm màu clip cho anh em thôi. Chút nữa mình sẽ bắt mặt vô trà. Ê mập, đi qua đây. Anh trà quay clip làm màu cho anh em coi thôi, chứ người chính trà vẫn phải là em chứ. Xe của em mà. Trà đi, trà làm màu cho anh em. Đó, ví dụ mình có cái này mình đeo vô cho sạch sẽ đúng không? À, mình đeo vô mình trà vậy nè. Đó, à, thấy không? Nó rất là ok. Rồi, đứng đây, coi hướng dẫn biết trà không? Dạ, anh rửa cho mặt. Rửa mặt cho sạch, cái này là rửa là hết mụn luôn. Hết mụn, cái này mà trà luôn mặt là hết mụn luôn, mà anh em phải thay cái da mặt. Thì đó, mình rất là nhiều cái này, đó, rất là nhiều những cái thứ để rửa này. Đó, thì đầu tư nhiều thì rửa sẽ sạch hơn. Đó, còn cái này thì anh em lấy biết trà gì không? Cái này biết trà gì không? Trà gì? Thì mình rửa xong chân mình dơ thì mình trà cho nó sạch. Giỡn thôi, cái này là trà bánh rồi đó, cứ để vô trà. Xong, ấy da. Hết hồn. Đó, vậy là xong. Đó, như vậy là xong. Đó là hết. Mà muốn rửa sên thì mình phải có dung dịch rửa sên riêng. Mình lấy bàn chải mình trà.
này chủ yếu là mình xịt cái máy rửa xe thôi. Bây giờ mình sẽ test lại cái, ồ cái ống đó rồi ta, cái ống nãy mình tháo ra anh Dục đâu rồi? Cái ống xịt á. Rồi đó thì mình rửa xong, ví dụ mình quay rút ngắn clip thôi thì mình sử dụng những cái đó mình chà, sau này mình xịt lại bằng nước đó. Máy này nó êm ghê, không có tiếng động luôn em. Em ru à. Máy trước anh thì nó hơi to. Nhưng mà em biết sao không? Nó to thì nó mạnh hơn chút xíu. Còn máy này nó êm hơn, thích hợp sử dụng trong những hẻm nhỏ mà hàng xóm khó chịu thì mình vẫn có thể rửa được. Đó, mình xịt qua lại là xanh rồi. Cơ bản là xà bông á, mình xịt qua lớp là đẹp rồi anh em. Đó, anh em thấy không? Xịt qua lần là sạch rồi. Anh em xịt cái tia nước này là không bao giờ mà xe anh em bị lủng cát hay là bị cái gì điện đớm á, tại vì tia nước này là tia nước tiêu chuẩn rồi. Đó, nó nhẹ nhàng vậy đã sạch hết rồi anh em. Không có cần xịt mạnh đâu anh em. Quan trọng á, rửa xe cái khâu mình rửa nhất quan trọng là khâu mình lấy đồ, mấy cái đồ chà bàn chải rồi mình chà nó mới sạch đó. Còn khâu xịt á, mình chỉ xịt cho nó trôi đi cái bụi bẩn thôi, không cần nước quá mạnh. Rồi, như vậy là xong. Xong phần mình quay clip thôi. Còn phần rửa tiếp thì Mập phải vô rửa đi Mập ạ. Chờ gì nữa, chần chờ gì nữa. Đó, thì như mình nói ha, chia sẻ với anh em chơi vui thì năm mới thì mình phải chăm sóc xe mình nhiều hơn. Mình phải vệ sinh chiếc xe mình. Thì cái máy này thì nó cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Nó cũng rẻ lắm anh em, tầm 2 triệu, 3 triệu gì, 2 triệu. Nếu là tầm 2 triệu, chừng mấy 2 triệu là anh em có thể sở hữu một cái máy, anh em có thể ở nhà anh em tự rửa xe, hoặc là anh em mở tiệm rửa xe vẫn bình thường, vẫn tốt. Đó, mình chăm sóc chiếc xe mình tốt thì nó sẽ bền thôi. Anh em thấy mấy cái dàn xe mà mình chăm sóc không? Xe nào cũng can, cứ đi rơ dơ rồi là rửa, đi dơ về là rửa. Đó thì lâu thì mỗi lần mình dơ rồi bụi á mình rửa hết. Còn anh em cứ đi dơ về anh em để đó, anh em xịt sơ qua thì bụi nó đóng từ ngày này qua ngày khác rồi chiếc xe anh em, mà sau này là nó xấu lắm, nó không được can. Rồi thì cảm ơn anh em đã quan tâm và xem clip này, cũng như một phần là giới thiệu anh em cách rửa xe, máy rửa xe, một phần là chúc mừng năm mới anh em. Bạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, và quan trọng là năm nay phải giữ gìn sức khỏe, tại vì năm nay là năm đại dịch. Hy vọng anh em sẽ giữ gìn sức khỏe mình tốt nhất để anh em mình có thể lên Minh mua xe, rồi lên gặp Minh, rồi anh em mình giao lưu chém gió rồi nữa, đúng không anh em? Quên quý vị à, quý vị sẽ hôm nay sẽ một phần nữa test cho anh quý vị coi, đó là mình có thể xịn rong rêu. Đây là rong đóng rất là nhiều, do thằng Mập á tối nó nhậu xong nó đi bậy á anh em ơi, nó đi bậy thì á cái axit carbonic của nó làm đóng rong ở đây đó. Thì nó đóng rong thì mình phải xịt đấy, mình xịt thì nó bay hết rong đấy, thấy không anh em thấy chưa đó. Mình xịt thì nó bay hết rong đó, sẵn tiện nó bay cái mấy cái mà axit carbonic của thằng Mập nó thải ra luôn anh em ơi. Rồi ok anh em, như vậy là hết clip rồi đó, mình xịt là nó bay hết nè anh em thấy chưa, đó. Và đặc biệt nó rất là tiết kiệm nước, một thùng nước hồi nãy giờ mình rửa nhưng mà bây giờ vẫn còn nửa thùng. Thùng này rất là nhỏ, cái thùng này anh em biết tôi tận dụng ở đâu ra không? Tôi tận dụng từ cái thùng cây lau nhà đó anh em à, cái thùng của cái cây lau nhà anh em cứ hình dung ra ha. Rồi ok, vậy là hết clip rồi. Đây là những cái công dụng mà cái này nó mang lại cho anh em đó. Còn anh em muốn tắm tiền tại đây thì bây giờ mình có thể xịt, đó là chúng ta có thể tắm tiền rất là đẹp, rất là. Thôi kết thúc clip đi, clip dài quá rồi.